Sư cô xin chào bà con cô bác. Ngày hôm nay là có chú qua tới chùa quay cái tình cảnh này ngày xưa, cũng như tình cảnh của tôi thì ngày xưa thì chỉ sống với cha mẹ có 4 tuổi à. Rồi sẽ mất đi. Mất chết thì chết trôi sông đó, chết té sông đó. Rồi là trôi xuống dưới ông già, cũng như mình kể tắt đi ha. Trôi dưới ông già dưới này ông bằng đáy. Rồi ông vớt lên. Rồi ông đem đi chôn. Rồi trong khi đó thì cái xác tôi nó trôi đi đó, thì cái hồn tôi nó cũng có theo. Theo chập chờn vậy đó. Thì trong khi theo chập chờn thì ông đem ông đi chôn. Thì tôi mới xuống địa ngục. Xuống địa ngục rồi á, tôi đi Ta Bà thế giới, tôi đi chơi. Rồi tôi gặp nhiều cái cảnh dữ lắm. Cái cảnh ông đó, ông nấu chảo nước sôi mà đầu trâu mặt ngựa, ông nấu cái chảo bự lắm. Trong khi ông nấu rồi tôi mới lại tôi hỏi: bác ơi bác nấu cái chảo gì vậy mà nấu chi mà bác quýnh mấy người này nằm sắp hết, nằm ngửa gì mà té mà tát quần tát áo gì chi vậy bác. Ông nói: mày ở đâu mà mày ở đây, mày đi lên đầu thai đi, mẹ ở đây làm chi. Con hỏi bác vậy đi, chết tội nghiệp người ta. Nói ông mới trả lời, ông nói ở trên á, ở trên dương gian á, sống mà không có biết tu hiền, không biết làm phước thì chết xuống đây tội đền tội. Ta nấu chả dầu này nè, tao thảy mấy người này vô nè. Mày đi lên đầu thai không, mày ở đây á, tao bắt mày á, tao quýnh mày á. Cái ông là cầm cái dây dùi, thấy ông cầm cái dùi cũng được. Ông vượt tôi chạy, hoài luôn. Chạy cho tới cái chỗ đó mà cái đường đó, nó mát mẻ vô lắm, cao ráo. Chạy sau tới chỗ đó gặp cái ngôi chùa, ngôi chùa bự lắm. Cái tôi vô tôi nghe ở trong trọng nó kêu tên. Tên người này, tên người nọ, cái tên bà đó đó, bà nói bà đã chết 49 ngày đó. Thả tội bà đó vì con thì nấu chay cúng, rồi có tụng kinh niệm Phật làm phước thì thả bà đó lên đầu thai đi, không có tội. Rồi bà này bà mừng quá, bà cừ. Bà cừ sặc sụa, bà cừ tới kể không biết luôn á, bà cừ sặc sụa vậy. Cái bà ngao vô bà cừ, còn ngừ thì vừa đi vừa khóc hết sức khóc. Tôi chạy lên tôi hỏi bà sao bà khóc kiểu gì. Bà nói ở trên dương gian con cháu không có làm phước mà còn lại bằng gà bằng vịt cúng bà. Cho nên bà giờ bà bắt tội. Bà mắc tội rồi người ta không mới cho bà lên, người ta hành hình bà. Mắc coi ba con gà, ba con vịt, ba con heo, mắc chăn hoài. Còn những cái người nào mà giết gà giết vịt á thì gà vịt nó báo ứng rồi. Ví dụ gà thì gà nó đá, nó mổ. Ví dụ như giết chim đồ đó thì chim nó cuột âm phủ á, cuột mình lại vô trong cây á. Tự chim là nó đá. Đá chừng nào nó mổ, nó đá chừng nào mà mòn mỏi sao nó chết rồi. Rồi mấy ông lại dư nước gì đó rồi cái tỉnh lại chứ làm tiếp. Làm tới cái kiếp mà mấy kiếp á, người ta mới thả ra. Mà người nào tội quá thì không có hầu thai được. Còn người nào mà ít tội á, lên hầu thai chứ. Thì trong khi á, kêu tôi lên tôi không có dám lên. Tôi đi nữa, tôi sợ, tôi chạy chơi dữ lắm. Thì có một người đó vượt tôi dữ lắm, vượt kêu mình lên đưa đi lại ngay chân chỗ cái cái đường mà đi lên đầu thai á. Thì trong khi á, là lại đó người nào cũng uống ăn chén cháo. Tôi đứng chút xíu dò tôi không ăn.
Thế đưa tôi, mẹ không ăn cháo thì mày uống nước. Ừ. Đưa tôi hai chén nước này nè, mày muốn chén nào? Ừ. Tôi nói tôi không có muốn chén nào hết, tôi không có ăn uống gì hết. Dạ. Tôi sợ mắc nợ, tôi không có uống. Ừ. Thế ổng đồ chém, nó quay qua ổng đồ chém thì tôi lòn rồi. Ừ. Tôi lẹ, tôi lòn, tôi phát. Ừ. Thì tôi đòn lên, tôi lên đầu tay á, là đi ngay là cái người mà vớt tôi á. Yeah. Còn hai là ngay là người đó là lên đó người ta. Dạ. Trả cái ơn. Dạ. Thì trong khi tôi lên đầu thai lên á, thì lên nhà ông đó, hồi đó ông nghèo dữ lắm, ông nghèo tới mà cơm không có ăn. Yeah. Rồi khi mà tôi bầu được cái bầu thai lên rồi á, yeah, tôi rộ ông đó, ông giàu dữ dội. Yeah. Ông giàu mà ông, ông đặt cá mà cá nó lên. Yeah. Ông nội ơi, cá chạy đầy đáy luôn, cái đáy, cái đáy người ta đặt đáy đó. Yeah. Sạc đáy luôn, tôi đùa, tôi đùa đùa cá vô sạc đáy rồi ông lên. Ông ăn đậu thì trúng đậu, mần bắp thì trúng bắp, làm cái gì trúng nấy. Chứ bắt đầu ông tới cái thời mà tôi được lên mười mấy tuổi, vừa đi học mà vừa xây lúa. Dạ. Chú ơi, xây lúa mà tôi cực hết sức, con chú không có xin tiền. Dạ. Gia đình không có cho tiền, không có xin. Dạ. Tôi cực, tôi khóc chết luôn. Mà một năm, mười, hai tháng, một tháng 30 ngày, không có ngày nào mà nghỉ. Mà không có ngày nào mà đau, tôi nói tôi trông đau, không chết thì nghỉ một ngày, không có đau. Dạ. Mạnh dạn mà để đứng vào máy xay mà tôi sáng lắm chú ơi. Căn lúa là bao nhiêu là tôi tính cái một. Sáng lắm. Yeah. Đi học thì khỏi ai dạy. Yeah. Đó, đi học chú ơi. Viết bài, viết vở. Ồ, rồi đó tôi đi học dữ lắm, tôi học dữ lắm. Yeah. Sau này tôi được 16 tuổi. Tôi muốn hồi còn nhỏ nhìn nhìn cha mẹ không có cho nhìn. Yeah. Tới 16 tuổi cũng không cho nhìn hồi đó. 16 tuổi là đẹp gái lắm. Yeah. Cái mẹ hôm nay con mà bước ra đường là công an bắt. Tôi sợ. Yeah. Bắt thì tôi làm gì đâu bắt tôi. Nên mình đi nhìn, mình đi nhìn cha nhìn mẹ, tôi thấy nó bắt. Yeah. Tôi sợ mình còn nhỏ. Yeah. Tôi sợ tôi nhớ. Cái ngày đó tôi ngủ, tôi thấy thấy ông già tôi xuống rồi ngơ ngơ con áo, tôi nắm tay ông tôi lâu vô nhà. Ừ. Tôi nói tôi là con của ông. Ừ. Tên gì hỏi gì. Ừ. Tại sao ông mấy năm nay mà ông không xuống. Ừ. Cho tôi nhìn tôi đi không có được. Ừ. Cha mẹ như này không cho đi. Ừ. Cái ông giật mình, ông nói thật nhỏ này. Ừ. Nó nói con của mình rõ ràng, con mình tên đó hồi đó. Ừ. Mà trong khi thì tôi chết thì không có bằng cái quần, chỉ có cái áo còn nhỏ, chết 4 tuổi. Ừ. Rồi bầu thai lên rồi bây giờ hãy nằm bao ngủ ở chùa. Ừ. Mắc cỡ muốn chết luôn cũng ở chùa mà đi kiếm quần bận lắm không có. Yeah. Như là hồi đó là mình ở chùa. À, lúc mà mình mắc á là yeah, mình ở chùa ha. Ở chùa. Dạ, không có mặc quần. À. Chỉ có cái áo thôi. Yeah. Mà áo thì mình có mình mong mà sao quần không có. Yeah. Đi kiếm nói chơi với bạn mà sao không có quần. Yeah. Đi kiếm ta bằng quần mình không có quần bằng. Yeah. Mà lúc đó nghe tôi nói cái gì ra cái đấy. Yeah. Tôi nói ngày mai có người. Yeah. Xuống dưới tôi xin đi về chợ ăn thăm mà không cho. Yeah. Tôi nói mấy ông không cho chút chị tôi cũng xuống dưới. Yeah. Mà chút xíu xuống dưới rồi. Yeah. Nói vậy đó. Yeah. Rồi bây giờ mấy người cha mẹ chết trên nè. Ừ. Rồi tôi cũng ráng tu. Yeah. Để mình lên cha mẹ hai bên. Yeah. Ví dụ như ở với cha mẹ mằng, mằng cho tới cái năm mà 15 tuổi. Yeah. Cái nhìn cha mẹ mới xin về chẩn. Yeah. Xin về chẩn thì cha mẹ cho nhà cho đất cát vậy đó. Ừ. Cái duyên vậy đó. Yeah. Mà cô không có lấy. Yeah. Cô nói không có lấy. Yeah. Cô
có lấy mắc nợ nữa sao? Dạ, mình không cần ha. Không cần gì hết. Dạ.